Hôm nay nhà có khách. Dạ, đây là ông nhà tôi. Còn đây là ba của thằng Phong đó ông. Chào. Ông là hai trạng nè, hai trạng tiểu đoàn U Minh Hai Tư Đa. Ông biệt tích ở đâu bao nhiêu năm nay vậy? Câu đó tôi hỏi ông mới đúng. Ông mới biệt tích ở nơi nào? Tôi tìm các vùng miền để tìm tung tích của ông mà không ai biết. Ông biết, tôi nghĩ ông hy sinh rồi, nhưng tôi phải tìm cho bằng được ông để tôi cảm ơn ông. Nếu không có ông, tôi hy sinh rồi. Bởi vậy bây giờ tôi tìm được rồi. Tư Đa. Ui vậy. Ông bị sao vậy? Cái vết thương cũ mà tôi đỡ đạn cho ông năm xưa á. Không có sao. Anh đi đi. Kệ tôi. Không được. Anh cứu tôi mà anh Tư Đa. Tôi sẽ ở lại đây với anh. Tôi cứu anh là vì anh còn mẹ, còn vợ. Còn tôi không có ai hết. Anh đi đi. Kệ tôi. Không được anh Tư Đa. Đi đi. Không được. Tôi sẽ đưa anh ra cánh biệt rồi. Ở ngoài đó có cái lán. Anh cố lên Tư Đa. Có chết chúng ta cùng chết. Bỏ đi. Canh mà. Quên đi. Bây giờ gặp nhau vui chứ? Dương nhà. Dương nhà ăn cơm. À. Tư, dì Tư, tô cơm ăn. Nhà dạ. Tôi. Đây là nhà của tôi. Nhà của tôi. Làm gì? Tự nhiên khóc. Biết gì không khóc? Thì tôi xúc động thấy hai ông bạn cũ gặp nhau. À. Rồi sao mà? Thằng Phong con tôi.
Cái gì? Mà gì mà? Ông là ba của thằng Phong. Phải. Trời đất ơi. Vậy là tôi với ông chửi lộn nhau trong điện thoại mà mình không có biết. Ủa, hai người cãi lộn như nít vậy. Con Bảy Nhị điện thoại về nói là anh Hợp làm bánh ở nhà ông Hai Chén. Mà tại ông đổi tên á, nên tôi đâu có dè đó là ông. Đồng đội chí cốt ngày xưa ở đâu. Nói chung là nãy giờ ngạc nhiên lắm phải không? Dạ. Giờ nói cho cả nhà biết là vậy nè. Đó, hai người bạn kêu bằng đồng đội ngày xưa. Tôi bị thương, ổng cứu mạng. Cho nên là tôi nhờ ơn của ổng cứu mạng. Cho nên tôi hứa là nếu sau này á, tôi còn sống, tôi có con, tôi sẽ làm xui với ổng. Ổng cũng cho vậy đó, cho nên tôi phải hứa, giữ lời hứa làm sao dám mà bỏ lời hứa cho ổng được. Hay quá. Cái vết thương mà mấy bữa nay nó đau đó. Ồ. Ý là nó nhắc nhở phải thực hiện lời hứa năm xưa nghe. Cái lời hứa năm xưa á, tôi có nhớ đâu. Quên bẵng đi rồi. Mà ông cũng tự hứa, rồi ông giữ lời hứa, rồi tự nhiên ông tạo cái khó khăn thêm cho ông. Thấy không? Ông giữ lời hứa đó làm chi cho khổ vậy. Ông giữ lời hứa với tôi, còn tôi á thì cầm chổi trà phóng phi tiêu thằng Phong của ông á mỗi ngày luôn. Dạ phải rồi đó ba, con bị bác đây đuổi chạy sức cả bóng giò luôn đó chứ. Dạ như vậy là con và Lan là có duyên có nợ rồi đó ba. Vậy bây giờ ba đồng ý cho con và Lan lấy nhau nha. Mày nghĩ coi sao tao không đồng ý. Dạ con cảm ơn bác hai. Ai cho phép kêu bác hai? Ba. Dạ cảm ơn ba. Còn con Lan nó kêu ba rồi, mày kêu bên kia bằng gì? Dạ con thưa ba, con thưa má hả? Vậy xong nha, vậy là xong nha.